Vâng, Bảo Tín xin gửi lời chào đến tất cả mọi người đang có mặt trong video ngày hôm nay của em. Em là Hoàng. Và trong cái thời gian vừa rồi và trong cái tháng vừa qua thì có rất là nhiều những cái sản phẩm âm thanh, những sản phẩm audio hay được ra mắt trên thị trường. Mà có những sản phẩm em bận quá nên là chưa có kịp làm video clip để review cũng như là giới thiệu và gửi đến mọi người được. Thì mọi người cũng có nhắn tin, gọi điện hỏi em Hoàng là có những cái sản phẩm đấy không, thì thật sự là rất cảm ơn mọi người, cũng rất là vui bởi vì là có những sản phẩm thậm chí em Hoàng chưa kịp lên video clip đấy, cũng chưa kịp làm review về nó nhưng đã được mọi người ủng hộ rồi đấy. Điều này là một cái điều rất là đáng quý, chính vì vậy nên là trong cái video clip này và em cũng sẽ cố gắng là khi nào mà có những cái sản phẩm mới ra mắt đấy, những sản phẩm mới ra mắt cập nhật tại thị trường Việt Nam mà chưa có thời gian làm video kỹ về nó được thì em cũng sẽ cố gắng ít nhất là làm một cái video để giới thiệu, đề xuất đến mọi người để chúng ta biết được rằng là sản phẩm này tại cửa hàng Bảo Tín Audio có hàng đấy, để cho chúng ta có điều kiện, chúng ta có thể tiếp cận được cái thiết bị tốt nhất, thiết bị mới nhất nhá mọi người nhá. Thì trong cái video clip ngày hôm nay thì em Hoàng sẽ có giới thiệu qua một số những cái thiết bị âm thanh đấy, một số những cái thiết bị âm thanh mà đang có mặt tại cửa hàng Bảo Tín Audio để mọi người có thể tham khảo. Trong cái tháng vừa rồi thì chúng ta sẽ được làm việc với rất là nhiều những cái sản phẩm tốt đấy, rất là nhiều những cái sản phẩm chất lượng hay đảm bảo để cho mọi người có thể tiếp cận. Ở đây thì chúng ta sẽ có những gì? Ở đây thì chúng ta sẽ có về Topping D53 La Mã này. Đây là một dòng đáp rất là mới trên thị trường ra mắt của Topping và là phiên bản thay thế cho sản phẩm Topping D50S mọi người nhé. Đi kèm với đó thì trong tháng này chúng ta cũng sẽ có thêm một mẫu giải mã nữa, đó là FMSL DL100 mọi người nhé. FMSL DL100, dòng này thì là một dòng đáp em Hoàng đang đánh giá và đang có một cái sự tư vấn cho mọi người rằng là nó là một cái phiên bản thay thế tiệm cận rất là tốt cho Topping D50S mọi người nhé. Đó thì lý do vì sao lại như vậy, dòng DL100 này mà không phải là D53 thì lát nữa em sẽ có những cái đánh giá cho mọi người. Bên cạnh đó là chúng ta sẽ có một chiếc Amly. Ở đây là một chiếc Amly Class D nhưng mà được tích hợp thêm cái mạch rè đèn sử dụng bóng đèn Mỹ 5654W, rất là hay. Đấy mọi người nhá, sử dụng thêm một chiếc bóng đèn Mỹ. Em sẽ xem lại cái thông số cụ thể của bóng, sau đó là em sẽ báo với mọi người. Đấy, chúng ta sẽ có là một chiếc Amly sử dụng là bóng đèn gian 5654W mọi người nhé, rất chính xác là như vậy rồi. Thì chúng ta sẽ gắn nó lại. Amly này cho chúng ta một cái hiệu suất rất là tốt, từ hãng công bố có thể lên đến là sấp xỉ gần 300W cho một kênh mọi người nhé, gần 300W cho một kênh. Với một chiếc Amly Class D mà cái hiệu suất nó lên cao đến như vậy thì mọi người có thể là sẽ có một chút những cái sự nghi ngờ. Thì lát nữa thì em sẽ có những cái dẫn chứng hoặc là những cái thông số cụ thể để cho mọi người dễ hình dung hơn. Và bên cạnh nữa là ta có một chiếc đầu giải mã cũng mới ra mắt đến từ thương hiệu FMSL. Đây là chiếc đầu giải mã Rode MDA1 mọi người nhé. Dòng này thì hiệu năng của nó như thế nào? Anh này thì là một chiếc đầu giải mã đang được đánh giá là có cái hình thức thiết kế này, chất lượng âm thanh này và cái hiệu năng hoạt động đảm bảo và tốt nhất trong cái tầm giá phân khúc tầm trung. Giá của nó là nó sẽ nằm ở phân khúc 7 triệu nha mọi người nhé. Tại cửa hàng Bảo Tín Audio đang có mức giá là 7 triệu đồng. Mọi người thấy là cái cách thiết kế của Rode MDA1 rất là sang trọng, hiện đại và cho chúng ta một cái trải nghiệm âm thanh rất là tốt nhá, so với tất cả các dòng ở trong phân khúc này. Chúng ta sẽ nói cụ thể về nhu cầu hiệu năng sử dụng của từng chiếc một đi ha. Đầu tiên thì em sẽ nói đến Rode MDA1 nhé. Mọi người thấy là anh này là một phiên bản DAC được ra mắt cho chúng ta vào tháng 6 năm 2024 tại thị trường Việt Nam mọi người nhé. Sản phẩm này thì thậm chí là cái website của hãng còn chưa lên bài về nó. Nó rất là tốt. Tuy nhiên thì mọi người đừng quá lo lắng về vấn đề này, bởi vì là hãng FMSL người ta đã gửi cho các cái kênh diễn đàn review về sản phẩm này rất là nhiều rồi. Vì vậy nên là ngoài thị trường Việt Nam ra, mọi người hoàn toàn có thể tìm kiếm thông tin của sản phẩm này trên thị trường quốc tế qua rất nhiều những các kênh review uy tín đấy, hoặc là trên kênh YouTube. Đây là FMSL Rode MDA1 mọi người nhé. Đấy, Rode MDA1 sẽ được khắc ở phía bên phải của chiếc đáp
Ở phía dưới thì ta sẽ có một nút volume. Volume của nó thiết kế khá là sâu, tạo cho chúng ta một cái cảm giác thao tác rất là dễ dàng và mượt mà. Ở cái nút volume này chúng ta sẽ dễ dàng nhìn thấy được là nó tương đồng với cái volume vặn ở trên phiên bản đàn anh là SMSL DO300X, và nó tạo cái hiệu năng tốt hơn rất nhiều so với các phiên bản trong phân khúc tầm trung, ví dụ như là ở phiên bản thấp hơn của nó là SMSL DO100 Pro chẳng hạn, hay là Topping D53 ở đây chẳng hạn, thì mọi người thấy là cái phân khúc của nó khá là chênh lệch. Ngoài ra thì anh này cho chúng ta một cái màn hình IPS mọi người nhé. Này mọi người nhìn này, đây là màn hình thiết kế IPS đấy, tức là một cái dạng màn hình thiết kế theo cái công nghệ rất là cao cấp. Và khi mọi người có đặt cái thiết bị, đặt cái tầm mắt của chúng ta ở một cái góc đấy, một cái góc khác nhỏ hơn so với góc 90 độ chẳng hạn, thì chúng ta vẫn đảm bảo được cái màu sắc của nó không bị phai, không bị nhòe, nhìn rất là hay. Đấy là cái công nghệ màn hình rất là hay so với những cái dòng DAC ở phân khúc cao. Cái công nghệ màn hình này được trang bị trên những cái dòng DAC cao cấp hơn của SMSL, ví dụ như là SMSL SUX này, với cái mức giá là gần 30 triệu cũng sẽ có trang bị màn hình giống như thế này. Về thông số thì ROM DDR1 là một chiếc DAC rất là thú vị mọi người ạ. Anh này có những cái hiệu năng đầu vào khác một chút so với những cái dòng trong cùng phân khúc, đó là anh này được trang bị hai cổng quang optical. Điều này sẽ giúp cho mọi người có thể là lấy nguồn tín hiệu từ rất nhiều nguồn vào khác nhau. Ví dụ mọi người có thể lấy tín hiệu từ Smart TV, chúng ta có thể lấy tín hiệu từ đầu đĩa CD hay là đầu Android Book, thậm chí là đầu phát karaoke mọi người nhé. Đối với những thiết bị âm thanh khác, ví dụ chúng ta đang có một cái đầu karaoke chẳng hạn, một cái đầu karaoke chọn bài, và chúng ta có một cái TV, chúng ta muốn cùng đưa hai cái tín hiệu đó vào trong thiết bị để chúng ta hát karaoke, nhưng trên những chiếc đầu giải mã thông thường chúng ta chỉ có một cổng quang thôi, thì đấy chúng ta sẽ gặp vấn đề, bởi vì là chúng ta muốn hát thì chúng ta lại phải rút dây quang từ TV ra, còn chúng ta muốn nghe nhạc thì chúng ta lại phải rút dây quang từ cái đầu karaoke. Nhưng với ROM DDR1 thì sẽ làm tốt cho chúng ta ở cái vấn đề này, đó là anh này có trang bị hai cổng quang optical đầu vào, thì chúng ta có thể là chỉ cần nghe ở cổng nào ta chọn đầu vào ở cổng đấy thôi là được. Còn trên này thì cũng sẽ có hai cổng đồng trục coaxial, mọi người có thể là đưa từ đầu Android Book này, hoặc thậm chí có thể đưa luôn trực tiếp từ đầu đĩa CD qua để chúng ta nghe cái khả năng giải mã của nó đấy. Ngoài ra thì nó sẽ vẫn đảm bảo cho chúng ta hiệu năng tốt về cổng USB để ta kết nối từ máy tính sách tay, laptop hay là máy tính để bàn nhé. Bluetooth của nó đương nhiên phải là công nghệ Bluetooth tốt nhất, trang bị có chip là QC Qualcomm 5125 đó, QC Qualcomm 5125. Hiệu năng thì sẽ có một công tắc nguồn ở đây, chúng ta sẽ kết nối trực tiếp bằng một cái dây nguồn rất là đẹp mọi người nhé. Dây nguồn theo máy là một cái dây nguồn rất là chất lượng. Dây nguồn này thì nó sẽ chỉ xuất hiện ở những cái dòng DAC với tầm phân khúc này trở lên thôi, của SMSL, và chúng ta sẽ không phải sử dụng điện 5V hay là sử dụng những cái dây nguồn chất lượng kém hơn mọi người nhé. Đấy. Còn đây là volume. Ở cái volume này thì mọi người có thể là tăng giảm âm lượng theo cái nhu cầu sử dụng của mình. Đó. Tăng giảm âm lượng theo nhu cầu sử dụng của mình. Dòng này thì được đánh giá như thế nào so với các dòng DAC trong phân khúc tầm trung khi giá thành của nó là 7 triệu đồng? Nó sẽ cho mọi người nhé, cho mọi người một cái trải nghiệm âm thanh có độ chi tiết tốt hơn. Đấy, có nghĩa là so với những dòng DAC tầm trung như là SMSL DO100 Pro hay là cụ thể là Topping D53 ở đây hay là DL100 chẳng hạn, thì ROM DDR1 tạo cho mọi người một cái âm hình sân khấu nó rộng hơn. Đấy, chất lượng âm thanh nó dày dặn hơn và nó chi tiết hơn mọi người nhé. Dày dặn và chi tiết hơn, giúp cho chúng ta ví dụ như trong bài hát có các cái tiếng lấy hơi của ca sĩ hay là tiếng nhạc cụ, thì ROM DDR1 sẽ tạo cho chúng ta cảm giác nó rộng rãi hơn, nó thoáng tiếng hơn. Cái thứ hai là tiếng nó sẽ có cho chúng ta một cái trải nghiệm tốt hơn. Đấy, điều này giúp cho chúng ta cảm giác là âm thanh nghe nó sẽ chi tiết hơn các cái dòng trong phân khúc tầm trung. Đấy, có cái hay là ROM DDR1 không thiên về bất kỳ một cái giải âm nào, mà âm thanh của nó mang cái thiên hướng là dày dặn, cân bằng và có chiều sâu. Đấy, khác với các phiên bản như là Topping EX5 ở trong phân khúc này. Topping EX5 ở trong phân khúc này rất là chi tiết, bong bật, nhưng vô hình dung thì nó sẽ bị bong quá, nghe nó sẽ bị khô hoặc là thiếu cái cảm xúc. Thì ROM DDR1 của SMSL sẽ bổ sung cho chúng ta điều này, có nghĩa là tiếng của nó sẽ mềm mại hơn, nghe cảm xúc hơn. Điều này giúp cho chúng ta nghe lâu sẽ không có cảm giác quá là bị mệt. Đấy,
nó sẽ tiếng của nó sẽ cân bằng hơn, mềm mại hơn so với SMSL Deo 100 Pro chi tiết hơn. Còn với topping D53 thì nó sẽ tạo cho chúng ta cảm giác chi tiết hơn rất là nhiều. Đấy, chi tiết hơn, có độ tĩnh nền tốt hơn. Nó giống như việc là chúng ta trang bị một cái nguồn tuyến tính cho D50. Nó có thể là tĩnh như là việc chúng ta dùng nguồn tuyến tính cộng với D53, nhưng nó sẽ cho chúng ta cảm giác âm thanh thoát hơn và chi tiết hơn một chút mọi người nhé. Đấy là với ROM MDA1. Tiếp theo là DL100. DL100 là một mẫu đầu giải mã của SMSL ra mắt cho chúng ta cũng trong cái tháng vừa rồi. DL100 thì là một chiếc đầu giải mã sử dụng cho chúng ta 4 chip, và chip ở đây là chip Cirrus Logic mọi người nhé. Sử dụng 4 chip giải mã. Đấy, điều này sẽ giúp cho chúng ta có một cái hệ thống âm thanh tín hiệu ra rất cực kỳ là cân bằng. Đấy. Và 4 chip này thì nó là 4 chip gì? Cirrus Logic thì được đánh giá là một dòng DAC thiên về các cái tính năng xử lý, một cái dòng chip DAC thiên về các cái hiệu năng âm thanh có cái độ mềm, có cái độ sâu, đặc biệt là cái tiếng bass rất là tốt. Và vô tình điều này nó sẽ rất là phù hợp và rất là hài hòa so với cái một cái phiên bản DAC rất là nổi tiếng, đó là topping D50S. Đấy, chính vậy nên là màu sắc của DL100 sẽ rất là tương đồng so với topping D50S. Vì vậy nếu như mọi người có đang tiếc nuối về cái vấn đề rằng là D50S đã ngừng sản xuất thì mọi người có thể quay sang tìm hiểu về DL100. Nó sẽ giúp cho mọi người có cái trải nghiệm rất tốt về âm thanh, đặc biệt là cái tiếng bass mềm mại nhẹ nhàng. Và như vậy tiếng bass xuống được sâu và mềm thì chúng ta sẽ làm việc rất tốt với cái nhạc vàng, nhạc trữ tình mọi người nhé. Đấy, đấy là lý do mà vì sao em nói DL100 ra mắt là một cái phiên bản thay thế cực kỳ tốt cho topping D50S, chứ không phải là D13 là mã nhé. Đấy, đấy là DL100. Dòng này có một cái điều thú vị hơn D50S ở chỗ là nó có hai đường ra mọi người ơi. Nó sẽ có hai đường ra. Đấy, nó sẽ có đường ra AV và đường ra Canon. Và hai đường ra này sẽ xuất cho chúng ta đồng thời ra hai bộ dàn khác nhau. Đấy, cái hay so với DL100 so với D50S là như vậy. Và cái điều thú vị nữa là ngoài những cái cổng mà D50S có như là cổng quang này, đấy, cổng Coaxial này, thì Bluetooth này, USB này, thì DL100 trang bị cho mọi người một cái cổng gọi là cổng ARC. Đấy, cổng này là một cái cổng mới ra mắt cho những cái dòng DAC công nghệ bây giờ. Thì cổng này giúp cho chúng ta có thể kết nối trực tiếp từ TV qua cổng tín hiệu là HDMI ARC hoặc là HDMI ERC để chúng ta có cái tín hiệu nó sắc nét hơn, nó chính xác hơn dây quang một chút mọi người nhé. Đấy, chiếc đầu này thì thông số màn hình nó cũng khá là lớn. Đấy, khá là lớn thì chúng ta nhìn rõ. Ví dụ ở đây ta có thể tăng giảm âm lượng này. Đó, chọn chế độ đầu ra đầu vào cũng rất là dễ ở trên này bằng cái nút volume này nhá, thao tác rất là dễ. Đấy, ngoài ra thì nó cũng có sẽ có những cái tính năng cơ bản. Đấy, các cái tính năng cơ bản để chúng ta có thể là căn chỉnh, ví dụ chọn chế độ kết nối với các cái nguồn phát là được đầu chơi game hay là các cái cổng USB thông thường, chọn chế độ đầu vào. Đấy, đây là một phiên bản mà nếu mọi người đang muốn tìm một chiếc DAC có cái màu sắc mềm mại, tiếng bass dày sâu thì DL100 là một trải nghiệm rất là tốt, đặc biệt là với các cái dòng nhạc tại thị trường Việt Nam chúng ta như là nhạc cà phê sáng, nhạc vàng, nhạc trữ tình mọi người nhé. Sản phẩm này thì em đang có mức giá là 4.600.000 đồng. Đấy, và em có tặng kèm một dây quang audio quét của Mỹ và miễn phí ship. Còn với phiên bản DAC SMSL RAW MDA1 thì cửa hàng Bảo Tín đang có mức giá rất là tốt, thậm chí là giá ta sẽ tốt nhất tại thị trường Việt Nam chúng ta, giá là 7 triệu mọi người nhé, 7 triệu. Và giá này thì em có cam kết là hàng chuẩn mới chính hãng 100% và bảo hành là 12 tháng mọi người nhé. Ngoài ra thì sẽ có quà tặng đi kèm, ví dụ như là dây quang audio quét, hoặc là nếu mọi người không thích có thể đổi sang là dây AV hoặc là dây Canon, hay là dây Canon ra AV tùy vào nhu cầu của chúng ta. Đó. Và một cái sản phẩm nữa là topping D53. Dòng này thì em Hoàng có làm cho mọi người một video clip để giới thiệu về nó rồi. Đây là một dòng DAC được hãng topping ra mắt để thay thế cho D50S. Nhưng mà theo cái quan điểm cá nhân của em Hoàng thôi nhé, thì em lại không nghĩ đây là một phiên bản ra mắt để thay thế cho D50S, mà em nghĩ đây là một phiên bản nâng cấp hơn, giúp cho chúng ta có những cái trải nghiệm nó tốt hơn về những khía cạnh khác nhau. Nó có thể là nó sẽ cho chúng ta một cái hiệu năng chi tiết hơn, sắc nét hơn, bong bật hơn. Đó, âm thanh của nó sẽ
sạch sẽ, chi tiết hơn D50S, tiếng của nó sẽ sáng hơn, thoát hơn. Nhưng bù lại thì có thể cái tiếng bass của nó sẽ không được mềm mại như là D50S. Thì đấy là cái hiệu năng nó sẽ hướng đến là khác hoàn toàn so với D50S ngày xưa. Anh này với cái phiên bản này thì hãng Topping này sẽ gửi gắm chúng ta với một cái hiệu năng khác nhau. Bởi vì là hãng trang bị cho nó thêm một cái công nghệ là PEQ, là một công nghệ điều khiển qua phần mềm Topping Tool, giúp cho chúng ta có cái trái năng. Đấy, giúp cho chúng ta một cái hiệu năng tốt về máy tính để chúng ta chơi từ với nguồn phát là PC. Vì vậy nên là hãng Topping ra mắt thì hướng đến Topping D53 là một cái dòng DAC thiên về chơi máy tính. Có nghĩa là chúng ta hoàn toàn có thể là chơi cho bộ dàn cũng được, nhưng mà khuyến khích hơn một chút, đó là chúng ta có thể chơi máy tính thì nó sẽ khai thác được cái hiệu năng tốt nhất. Còn nếu chúng ta chơi bộ dàn thì Topping D53 cũng rất là hay. Âm thanh của nó sẽ sắc nét, chi tiết, rất là thú vị. Với cái sản phẩm này thì mọi người có thể là tham khảo. Và đặc biệt là nó là một cái sự ra mắt để thay thế cho cái người tiền nhiệm là D50S chẳng hạn, thì cái tiếng vang của nó cũng rất là lớn mọi người nhá. Đấy là với sản phẩm Topping. Dòng này thì tại cửa hàng của Bảo Tín đang có mức giá là trên 5 triệu mọi người nhá. Đấy, trên 5 triệu với Topping D53 La Mã. Tiếp theo nữa thì ta sẽ có một cái sản phẩm âm ly rất là mới mà hôm nay em Hoàng ấy có thời gian quay cho mọi người được. Chúng ta thấy là cái ngoại hình của nó rất là đẹp đúng không ạ? Đây là âm ly Suka T3 Plus mọi người nhá. Ở đây thì em Hoàng sẽ có một cái khung hình với cái góc quay nghiêng như thế này để mọi người nhìn một cách dễ dàng hơn và chúng ta sẽ tiếp cận một sản phẩm một cách chân thực hơn mọi người nhé. Ở phía trước mặt sẽ có hai đèn vu chạy đồng thời cho hai kênh. Đấy, hai đồng hồ vu chạy đồng thời cho hai kênh, và volume của chúng ta sẽ là một volume tổng cho hai cái kênh này luôn. Thì mọi người thấy là thiết kế lần này Suka làm rất là đẹp mọi người ạ. Nhìn cảm giác rất là công nghệ, cũng có cái đồng hồ đảm bảo cho chúng ta một cái tính cổ điển rất là hay. Và ngoài ra thì thiết kế khá là thông minh, nhìn rất là thông minh mọi người nhé. Đấy, ở bên trên thì chúng ta sẽ có hai bóng đèn Bre. Âm ly này thì là một chiếc âm ly Class D mọi người nhé, chứ không phải là âm ly đèn. Nó khác âm ly đèn một chỗ là bóng đèn của nó là bóng đèn Bre, chứ không phải là bóng đèn công suất, nên là nó không can thiệp trực tiếp vào cái khả năng khuếch đại, và nó chỉ bổ sung và hỗ trợ cái khả năng khuếch đại thôi. Đấy là cái âm ly Bre. Và mạch khuếch đại của nó vẫn là sử dụng cái mạch Class D. Đấy, mạch hiệu suất cao cho những cái thiết bị mini mà muốn nó có một công suất lớn. Đấy. Và mọi người thường hay đánh giá rằng là âm ly Class D thì cái âm thanh của nó đưa ra nó không được mềm mại và nó không có cái tính cảm xúc tốt như là âm ly Class A hay là Class AB. Thì điều này hoàn toàn đúng và đúng 100% mọi người nhé. Bởi vì Class D nó tập trung cho chúng ta vào hiệu năng. Tức là mọi người để ý là những cái cục đẩy hay là những cái âm ly mini ấy, thường nó sẽ sử dụng để bổ trợ để chúng ta sử dụng vào những cái nhu cầu mang tính là cần cái mức khuếch đại lớn, ví dụ như là các cái hội thảo này, các cái phòng hát karaoke này, hay là những cái quán cà phê chúng ta cần không gian lớn mà cái mức khuếch đại thấp mà chúng ta không muốn sử dụng các cái thiết bị mạch Class AB cồng kềnh chiếm diện tích lớn, chúng ta sẽ sử dụng những cái âm ly Class D. Và vì vậy nên là tiếng của âm ly Class D nó sẽ không có độ mềm mại như là Class AB. Chính vì vậy hãng Suka đã tích hợp cho nó thêm một cái mạch Bre sử dụng bóng đèn Mỹ 5654W để giúp cho nó cân bằng lại một chút, nó làm mềm mại, hài hòa hơn, nó làm tiếng còn ngọt hơn, mềm hơn, giúp cho chúng ta nghe tốt, tăng cái yếu tố cảm xúc lên để chúng ta nghe nhạc phàng trữ tình hay hơn. Đương nhiên là nó không thể nào mà nó mềm mại 100% hay là tiếng nó sẽ có độ mềm, độ tơi, độ ngọt như là ngọt như là âm ly đèn hay là cảm xúc như là âm ly Class AB được. Nó chỉ mang tính gọi là tương đối khoảng 70-80% là chúng ta vui lắm rồi mọi người nhé. Cái đấy chúng ta phải chấp nhận cái điều đấy. Sự thật nó là như vậy. Và cái hay là âm ly này có những cái thông số rất là đẹp. Nó trang bị cho chúng ta khả năng chơi ở cái loa trở kháng 4 ohm lên đến công suất tối đa là gần 300W cho mỗi kênh. Có nghĩa là có thể lên được kịch sàn nếu chúng ta chơi ở cái cường độ tín hiệu điện cao nhất của nó là 50V. Đấy, 50V và cái điện áp đầu vào của nó, điện áp đầu vào tối đa của nó là 5A thì nó sẽ, là 12A thì nó sẽ lên cho chúng ta được cái mức công suất có thể xấp xỉ là gần 600W cho hai kênh nếu chúng ta chơi ở cái trở kháng 4 ohm. Còn đương nhiên là với công suất đó mà chúng ta chơi ở cái trở kháng với cái loa 8 ohm
thì công suất của nó sẽ dao động cho chúng ta còn khoảng độ là xấp xỉ từ trên 150W đến 180W mỗi kênh. Đấy, mọi người cứ tính cái mức công suất tầm tầm như thế. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng cái adapter theo máy thì nó sẽ ở mức công suất thấp hơn, bởi vì adapter theo máy thì nó chỉ có 32V và 5A thôi, nên là công suất của nó sẽ dao động ở phân khúc tầm trung. Nếu mọi người muốn công suất cực đại của nó thì phải thay cho nó một cái adapter xịn hơn và adapter với cái hiệu suất nó cao hơn, thông số nó cao hơn mọi người nhé. Đấy, thì để review kỹ hơn về nó thì sẽ có một video em Hoàng làm cụ thể cho nó và test trải nghiệm cho mọi người để mọi người có thể dễ hình dung hơn. Ở phía sau ở đây thì nó sẽ trang bị cho mọi người một cái cầu loa này, thì chúng ta chơi sang các cái dòng loa khác nhau. Và nó sẽ sử dụng do loa ở đây là sử dụng, mọi người có thể là dùng rắc mỏ chim cũng được, rắc bắp chuối cũng được, hoặc là rắc càng cua đều được mọi người nhé. Đường vào thì sẽ có hai kênh tín hiệu đầu vào cho phần analog, đó là phần AUX ở đây hoặc là AV ở phía sau. Cổng AV thì sẽ có hai kênh CH1 và CH2, AUX thì sẽ có là một cổng tín hiệu 3.5, mọi người có thể sử dụng dây 3.5 ở đây. Ngoài ra thì nó sẽ có một đường AUX out để mọi người có thể là biến nó thành một cái con rề thuần và đưa sang một cái thiết bị khuếch đại công suất khác chẳng hạn. Đầu vào nữa thì ở đây trang bị một con chip Bluetooth QC Qualcomm 5125 cho chúng ta một cái hiệu suất âm thanh Bluetooth cũng rất là tốt. Qualcomm 5125 là một con chip cao cấp nhất của Bluetooth về cái âm thanh không dây rồi mọi người nhá. Đấy, điện vào thì của nó thì hãng sẽ ghi là DC là 24 đến 48V này, thì mọi người hoàn toàn có thể sử dụng nguồn điện 50V đều được, nhưng mà hãng ghi như thế này để đảm bảo rằng là chúng ta không khai thác hết được cái công suất cực đại. Tại vì khi chúng ta bắt một cái thiết bị mà hoạt động một cách tối đa cái hiệu năng của nó thì chắc chắn là cái tuổi thọ của nó sẽ giảm đi mọi người nhé. Sản phẩm này thì em Hoàng sẽ cam kết là sản phẩm chính hãng và bảo hành cho mọi người là 12 tháng. Thông số thì thể hiện rất cụ thể ở đây là tăng giảm âm lượng này, chọn chế độ đầu vào hoặc là tắt ở đây, off là tắt nhé. Bên dưới là chỉnh bass. Đấy, chỉnh chép, ở đây là super bass để khuếch đại xử lý khả năng cái tái tạo cái tiếng trầm của em đi này. Đấy, rất là hiện đại và rất là đẹp. Sản phẩm này thì tại cửa hàng Bảo Tín Audio đang có mức giá là 3.900.000 đồng. Đấy, em có miễn phí vận chuyển toàn quốc mọi người nhé. Ở đây là toàn bộ những cái sản phẩm mới ra mắt trong tháng vừa rồi mà em Hoàng muốn gửi đến mọi người. Thì nếu mọi người có quan tâm đến những cái video chi tiết về sản phẩm này thì em Hoàng sẽ có làm một video nữa, rất nhiều video nữa để gửi đến mọi người nhé mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều vì đã dành thời gian để theo dõi video clip của em Hoàng. Nếu có bất kỳ băn khoăn thắc mắc gì hay có đang quan tâm những sản phẩm nào mà em chưa kịp làm video clip thì mọi người cứ nhắn cho em thì em sẽ tư vấn cụ thể hơn nữa mọi người nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video clip lần sau. Xin cảm ơn.